Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Hồ Ca, sinh ngày 20 tháng 9 năm 1982, là nam diễn viên ca sĩ người Trung Quốc. Hồ Ca học tại Học viện Hí kịch Thượng Hải và tốt nghiệp năm 2005. Ở học viện, anh có hai người bạn thân là Viên Hoàng và Hàn Tuyết. Cả hai sau này đã trở thành diễn viên nổi tiếng. Năm 2004, Hồ Ca trở nên nổi tiếng với vai Lý Tiêu Dao trong bộ phim truyền hình Tiên Kiếm Kỳ Hiệp, được chuyển thể từ trò chơi hành động nhập vai cùng tên. Anh cũng thể hiện hai ca khúc trong phim Tiêu Dao Tháng, Mưa Tháng 6 và bắt đầu sự nghiệp ca hát của mình. Sau Tiên Kiếm Kỳ Hiệp, Hồ Ca tham gia rất nhiều phim truyền hình, đặc biệt là thể loại võ thuật cổ trang. Năm 2008, anh thể hiện vai Quách Tĩnh trong bộ phim truyền hình Anh Hùng Xạ Điêu, được chuyển thể từ tác phẩm võ hiệp cùng tên của nhà văn Kim Dung. Hồ Ca còn thể hiện nhiều ca khúc trong phim truyền hình mà anh tham gia. Ngày 31 tháng 10 năm 2006, Hồ Ca phát hành album trân trọng Hãy Nói Với Anh Ấy Tôi Yêu Nàng với 3 ca khúc. Ngày 15 tháng 5 năm 2008, Hồ Ca tiếp tục phát hành album đầy đủ đầu tiên. Xuất phát với 10 ca khúc, tháng 8 cùng năm, anh tham gia bộ phim truyền hình Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3, được phát sóng trên kênh Chiết Giang TV vào tháng 6 năm 2009. Năm 2010, Hồ Ca đóng vai chính dịch Tiểu Xuyên trong bộ phim truyền hình Thần Thoại, được sản xuất dựa trên một bộ phim điện ảnh cùng tên của Thành Long. Phim đạt được tỷ suất người xem rất cao và giúp cho anh đạt được nhiều giải thưởng lớn. Năm 2011, Hồ Ca tham gia hai bộ phim truyền hình hiện đại là Modern, Tân Nhân Loại và Cao Thủ Như Lâm. Hai phim được phát sóng trên các kênh Đông Phương TV và Thâm Quyết TV trong năm 2011. Ngoài những hoạt động truyền hình, trong những năm 2010 cho đến năm 2012, Hồ Ca còn đóng hai phim điện ảnh là Cách Mạng Tân Hợi với vai chiến sĩ cách mạng nổi tiếng Lâm Giác Dân và phim Diva Sau Ánh Hào Quang với vai diễn một nhân viên massage mù tên là Hồ Minh. Năm 2013, hoạt động chủ yếu của Hồ Ca là tham gia sân khấu kịch. Anh đã tham gia hai vở diễn kịch như Mộng Chi Mộng, vai bệnh nhân số 5 và Mãi Mãi Dưỡng Tiết Diệm, vai Từ Chán Đồ. Cùng năm, Hồ Ca tham gia đóng phim truyền hình 49 ngày, được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Kim Lăng Thập Tam Thoa của nữ nhà văn Nghiêm Ca Linh. Hồ Ca hiện đã rút khỏi công ty điện ảnh Thượng Hải Đường Nhân ra hoạt động tự do. Năm 2015, Hồ Ca đánh dấu sự trở lại của mình trong thể loại phim truyền hình qua hai bộ phim Kẻ Ngụy Trang và Lan Nha Bản. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích hãy like và share. Đừng quên bấm đăng ký để theo dõi những tiểu sự hay và mới nhất của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.